Rồi chào anh em nghe, hôm nay mình hoàn thành ở trong máy của anh Hậu ở Cần Thơ. Bây giờ mình test cho anh em coi ha. Rồi, con tê giác cực kỳ dễ thương mỏm mẻm luôn nè. Ảnh đang cười luôn nè. Đó, cái này mình lúc mình cảo xuống thì nó có phần hơi bị dơ nha anh em. Tại vì tay chân của anh em bị dơ rồi cầm vô nó bấu lên nhấc nhau tùm lum tùm le hết trơn. Rồi giờ mình test thử ha. Máy nhảy thì khỏi bàn cãi luôn. Mình cũng quên nói với anh em là cái vỏ này là mình đi mượn chứ không phải là mình vỏ này mình bán nha. Lần nữa mình nhắc lại là vỏ này vỏ mình mượn để test máy. Rồi cảm ơn anh em đã coi kênh mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.